À, xin chào vị trả lời chương trình trực diện TV. Thì ngày hôm qua là ngày 26 tháng Giêng năm 2021 và sáng ngày hôm qua là cái sự khai mạc của cái Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong cái buổi sáng ngày hôm qua đó thì có một cái bài phát biểu hết sức là quan trọng, đó là cái báo cáo chính trị của Đại hội lần thứ 13 này, và do ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc đại hội. Và cái báo cáo chính trị đó thì lúc nào cũng được sự quan tâm rất là nhiều của những người dân ở trong nước và ngay cả những kiều bào ở bên nước ngoài nữa. Bởi vì ai cũng hiểu được rằng đối với cách mà quản lý và cái cách mà điều hành đất nước đó, và cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong cái đất nước Việt Nam, thì cái văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng rất là quan trọng, nhất là cái báo cáo chính trị. Bởi vì trong cái báo cáo chính trị đó nó có khá nhiều các vấn đề như là nói về những cái thành tựu trong cái thời gian vừa qua, ví dụ như trong cái nhiệm kỳ vừa qua chẳng hạn, rồi đưa ra những cái phương hướng, nói chung là còn có những khó khăn, những cái sự mà còn thiếu sót trong thời gian vừa qua nữa, và sau đó người ta đưa ra những cái phương hướng và cái kế hoạch cũng như là cái cách thức để mà vận hành trong cái thời gian tới như thế nào, ví dụ như cái kế hoạch ngắn hạn thế là dài hạn hơn, rồi có biện pháp đi kèm. Và chúng ta thấy rằng trong cái bài phát biểu ngày hôm qua về cái báo cáo chính trị đó, thì thường thì cái báo cáo chính trị như thế này được lấy ý kiến của người dân cũng rất là nhiều, coi như là người ta chuẩn bị rất là chỉnh chu, và có những cái sự mà nghiên cứu đó nó rất sức là tỉ mỉ, rồi có những sự lấy ý kiến từ ở dưới địa phương hay là từ các cấp cơ sở, sau đó thì có tổ chức các cái hội thảo, ngay cả các cái nhà khoa học nữa để mà đóng góp các ý kiến, sau đó và bổ sung thêm. Thì trong cái báo cáo này nó nhiều cái điểm rất là chú ý, báo cáo về cái tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và cái 35 năm nhìn lại về cái việc mà đổi mới. Thì ai cũng biết rằng ở Việt Nam kể từ cái Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6 năm 1986, khi mà có một cái tiêu đề đưa ra là cần phải có một sự đổi mới, và người ta nói đại hội đó là một cái đại hội của đổi mới, và cái việc đổi mới đó đã khơi mào cho cái việc mà đưa Việt Nam trở lại với cái sân chơi chung của quốc tế. Và dĩ nhiên là trong những cái thời điểm lúc đầu đó thì ở Việt Nam có lẽ cũng còn rất là tưởng còn có những cái mà tìm tòi, có những cái cảm thấy là nó cũng chưa có hiểu biết nhiều để mà hội nhập một cách là tròn diện giống như ngày nay. Ngày nay thì phải nói là sau 35 năm đổi mới thì cái việc mà đổi mới lần này của đại hội lần thứ 13 đó, trong cái bài văn của Nguyễn Phú Trọng thì nói rất là nhiều về vấn đề đổi mới, và dùng cái từ là kiên định, nói chung là phải mở rộng cái vấn đề đổi mới nữa. Trong 35 năm đó, nói chung là trong cái nhiệm kỳ vừa qua đó, là cái nhiệm kỳ thứ 12, thì trong đó nói rất là nhiều các cái vấn đề mà thuận lợi hay là khó khăn và những cái thành tựu đã đạt được. Thì cái tốc độ thì ai cũng hiểu được rồi, là trong cái nhiệm kỳ lần vừa qua là năm 2000, coi như từ năm 2016 đến năm 2020, thì có thể nói rằng cái tốc độ của 4 năm đầu nó phát triển rất là cao. Chỉ có năm 2020 thì vì cái đại dịch Covid-19 cho nên cuối cùng ở Việt Nam cũng dừng bước ở cái mức là 2.91, tức là gần 3 chấm. Và với cái tốc độ 3 chấm nó cũng nằm trong cái nhóm gọi là 10 nước mà có cái tốc độ phát triển cao nhất thế giới trong năm 2020 rồi. Và nó kéo cái tỷ lệ chung nó hơi xuống một chút. Tuy nhiên thì cái điều mà năm 2020 thì cái khó khăn ai cũng hiểu hết. Nhưng mà cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt cũng rất là cao, lên tới 540 mấy tỷ. Thì đó cũng là một điều cán các cái mốc mà gọi là kỷ lục rồi. Và cái việc mà cái thành quả thì nói chung là rất là nhiều. Thí dụ như là nói về cái môi trường kinh doanh, về cái tiềm lực quy mô của nền kinh tế được nâng lên, chính trị xã hội ổn định rồi, bảo vệ quốc phòng đời nhân dân được cải thiện rồi, giáo dục, y tế, an sinh xã hội càng lúc càng tốt hơn. Giống như là trước đây những cái bệnh viện, những cái trường học đó bây giờ được xây dựng nhiều hơn, được cải tiến nhiều hơn, rồi có vấn đề mà bảo vệ môi trường, bảo vệ văn hóa, rồi xây dựng cái con người mới, và nói chung là có nhiều cái mặt nó đã có những cái sự tiến bộ, có những sự chuyển biến. Và ngay cả cái việc mà kiểm tra trong cái
Trong cái nhiệm kỳ vừa qua đó thì nhắc nhiều về vấn đề mà chỉnh đốn đảng và vấn đề mà xây dựng đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng có nhắc rất là nhiều về vấn đề này, và chưa có lần nào đó, thật ra thì lần này người ta nhắc nhiều về vấn đề mà kỷ cương, về vấn đề mà pháp luật, về vấn đề xây dựng thể chế, về những cái vấn đề mà cần phải tăng cường các cái bộ máy đó, cái lòng gọi là cái lòng cơ chế, là cái điều đó rất là quan trọng. Ai cũng hiểu cái điều đó liên quan tới vấn đề pháp luật, vấn đề cần phải có một sự răn đe, và cho thấy rằng á có những cái vấn đề á nó còn thí dụ như những cái tiêu cực chẳng hạn trong cái nhiệm kỳ vừa qua, rồi những cái vấn đề mà lãng phí, những cái vấn đề tham nhũng, những cái vấn đề mà coi như là nó bị chuyển quá đó, hay là chuyển biến của các cái cán bộ đó theo cái kiểu là thối hóa biến chất các thứ này kia cái nọ, thì trong cái nhiệm kỳ vừa qua cũng đã được coi như là xem xét và có được đem ra khởi tố, truy tố và xét xử, nói chung là tạo ra một cái sự rất là là răng đe. Nói chung là trong cái nhiệm kỳ 2012 là cái nhiệm kỳ mà cái vấn đề mà tính nghiêm minh của pháp luật đó nó được đề cao hơn nhất, và người ta thấy đi vào cái vấn đề bài bản và nó chiều sâu hơn theo cái kiểu xây dựng một hệ thống pháp luật rồi gọi là trọng pháp đàng hoàng, coi như không có cái ngoại lệ. Đã có rất là nhiều người, thí dụ như ngay cả bộ ủy viên Bộ Chính trị, ngay cả ủy viên Trung ương Đảng và cựu ủy viên Trung ương Đảng cũng phải bị đi tù. Và đó là những cái điều mà hồi trước người ta thấy rằng có thể là lâu lâu mới có một cái người nào đó thôi, còn bây giờ gần như là nó trở thành một cái bài bản rồi. Và bây có thể là từ nay về sau á, cái vấn đề mà tham nhũng phải được coi như là phải được đẩy lùi. Và trong cái bài phát biểu đó, chúng ta thấy thích một cái câu khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đọc, và tới một cái câu này ông ta có dừng lại, không phải là dừng lại mà có đọc chậm lại, là nói về cái vấn đề mà tình trạng tham nhũng tiêu cực suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế ngăn chặn. Cái chữ từng bước đặt ở đây là chúng ta thấy nó chắc là có rất là nhiều các cái sự tranh luận, bởi vì nhiều người đó thì họ đánh giá rằng cái sự mà đấu tranh tham nhũng tiêu cực chuyển biến tự chuyển hóa của Việt Nam có lẽ là cũng đã thành công rồi, và các cái vụ án đã được đưa ra, bao nhiêu các cái vụ kỷ luật rồi, có những cái sự mà kiểm điểm, có cái sự thanh tra, và như vậy là coi như là đã đạt cái thành quả, và nói chung là nó đã được thành công chứ không phải là được ngăn chặn. Nhưng mà không phải, trong cái diễn văn đó thì ông Nguyễn Phú Trọng viết và đọc á, thì trong cái văn kiện mà coi như cái báo cáo chính trị, chúng ta thấy rất là rõ là tình trạng tham nhũng coi như là tiêu cực suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa thì trong hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế ngăn chặn. Thì đó là cái từ mà nhiều người họ cảm thấy cái cách nhìn nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng rất là thẳng thắn, và thấy rõ rằng á cái tình trạng tham nhũng cũng còn rất là nhiều, và cái tình trạng tiêu cực hay là tham nhũng rồi những cái tình trạng tự diễn biến tự chuyển hóa. Và trong cái bài diễn văn sau đó thì cái bài thăm thì cũng có nói về cái vấn đề này, nhưng mà chúng ta thấy rằng còn gắn thêm có thể là bị đẩy lùi rồi, nhưng mà nó đẩy lùi hay là ngăn chặn hay là nó kiềm chế thì nó vẫn còn là những cái sự nhức nhối trong cái xã hội, và cái đó là cái điều mà còn phải tiếp tục đấu tranh nữa. Và có cái vấn đề mà trong cái bài diễn văn đó thì chúng ta trong cái báo cáo chính trị này thì có nói về cái việc mà thành quả, hay nói đúng hơn là cái kết quả mà tiến hành của 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện cái cương lĩnh gọi là xây dựng đất nước cái thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Và lần này cái đại hội lần này cũng khẳng định được một lần nữa là cái lý luận cái đường lối đổi mới đó là bắt buộc phải làm, nhưng mà kiên định cái con đường mà ở phía Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn, đó là con đường tiến lên xây dựng cái chủ nghĩa xã hội. Và coi như là bây giờ đó cái việc mà hoàn thiện nó và cái phát triển đó thì càng lúc càng phải học hỏi và càng làm tìm tòi để mà càng lúc nó càng coi như là bổ sung thêm, kể cả vấn đề từ cái thực tiễn để mà đưa vào các vấn đề lý luận, nói chung là nâng cái tầm nó lên và thực hiện các cái sự mà sáng tạo theo cái chủ nghĩa Mác Lênin, rồi cái đường cái tư tưởng Hồ Chí Minh và cái sự sáng tạo theo cái điều kiện lịch sử của Việt Nam nữa.
Thì tất cả những cái điều này đó cho thấy rằng mang tính chất là chủ động nhiều hơn, và chúng ta không có dựa theo một cái đất nước nào hay là một cái chủ trương nào nó mang tính chất là kinh điển, mà rõ ràng nó rất là sinh động, và phải nói rằng nó dựa theo những cái diễn biến của cái tình hình nữa. Đây là những cái điều rất là phức tạp và cho thấy rằng cái cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam lần này đó, thì theo cái nhận định của cái báo cáo chính trị thì nói rằng cái cương lĩnh là đã tiếp tục là cái ngọn cờ tư tưởng, là cái lý luận để mà dẫn dắt cái xã hội, cái dân tộc để mà tiếp tục là đẩy mạnh toàn diện đồng bộ cái công cuộc đổi mới. Tức là công cuộc đổi mới bây giờ phải đổi mới đồng bộ luôn, đổi mới toàn diện luôn, chứ không có cái việc mà làm nửa vời nữa, hoặc là những cái việc mà nói đổi hoài mà không thấy mới, hoặc là đổi ở khu vực này nó mới không ở khu vực này, nhưng mà không mới ở khu vực khác, tất cả mọi cái phải đổi mới. Và coi như cái việc mà có chúng ta thấy cũng rất là thích khi mà nói về cái thời gian vừa qua đó, nhất là trong cái 5 năm mà thực hiện cái nghị quyết của đại hội lần thứ 12. Thì trong cái báo cáo có nói về những cái bài học quý báo, thì trong đó có 5 cái bài học. Bài học thứ nhất đó thì là vấn đề mà ông Nguyễn Phú Trọng nói là cái chỉnh đốn đảng phải triển khai quyết liệt và đồng bộ và thường xuyên, nói chung là vấn đề xây dựng và chỉnh đốn đảng. Nói chung thì những cái sự gì mà nó xảy ra, những cái tiêu cực hay là những cái vấn đề mà làm sai, những cái thất thoát hay những cái tham nhũng, bất cứ một cái vấn đề gì, hoặc là có mất đoàn kết trong nội bộ, hoặc là nó yếu thế trong một cái bộ phận nào đó, thì rõ ràng là do những cái suy thoái, và cho rõ ràng nó có những cái điều gì đó ở nơi đó họ xây dựng đảng chưa có tốt chẳng hạn. Thì cái bộ phận ở trong cái khu vực này khu vực kia nó có cái vấn đề, cho nên là cái vấn đề quan trọng nhất là theo cái định nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái văn kiện này thì nói ra rút ra những cái bài học về vấn đề mà xây dựng đảng. Và trong đó thì nhấn mạnh rằng đó cái công tác cán bộ phải là then chốt của then chốt, tức là vấn đề là con người vẫn là quan trọng, và cái người cán bộ, cái người quản lý, cái người mà lãnh đạo đó là những cái người gọi là then chốt của then chốt. Then chốt nó đã là quan trọng rồi mà cái then chốt của then chốt nữa, thì trong đó thì nâng cao các cái phẩm chất và uy tín của những người mà gọi là lãnh đạo, thì đây là những cái điều mà ai cũng mong muốn hết, ngay cả những cái người mà người dân, ngay cả những cái người ở bên hải ngoại cũng vậy, cũng rất là mong muốn là những cái người lãnh đạo phải giỏi, phải có tâm, có tầm, và phải tránh xa các vấn đề tiêu cực, tránh xa các vấn đề nhũng nhiễu, và không có làm hại quần chúng, hoặc là không có vung vén cho các bản thân mình, thì ai cũng mong muốn điều này hết. Và cái thứ hai đó là trong cái công việc mà quản lý của xã hội thì phải quay lại cái vấn đề, nói chung là quán triệt về cái vấn đề mà lấy dân làm gốc. Thì cái thuật ngữ mà gọi là lấy dân làm gốc nó đã được đặt ra rất là nhiều lần của các cái đại hội lần trước rồi, nhưng mà lần này là cũng nhắc lại là trong cái quan điểm là lấy dân làm gốc, thực sự tin tưởng và tạo phát huy cái quyền làm chủ theo cái kiểu là cho người dân tham gia nhiều hơn, hoặc là người dân thực thụ hơn, và trong cái vấn đề mà gọi là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân giám sát và dân thụ hưởng nữa. Nói chung là vì rất là nhiều các mục đích khi mà xây dựng các cái đường lối chủ trương hay khi mà làm các cái vấn đề gì đó nữa cũng phải bám sát vào các cái mục đích như thế này, và coi như là lấy cái ấm no, lấy coi như là hạnh phúc của người dân là mục tiêu để mà phấn đấu, thắt chặt mối quan hệ giữa dân với Đảng Cộng sản, và dựa theo các nguyên tắc mà xây dựng niềm dân. Thì đây là những cái điều mà mình nói đó, thì có lẽ nó chung chung vậy thôi, nhưng mà thực tế là những cái vấn đề làm ở bên dưới cái gì người ta phải bám theo những cái tiêu chí đó, và đây là một cái điều mà có lẽ là người ta phải làm thường xuyên rồi, bởi vì có những cái lúc đó anh sợ rằng là những cái người dân ví dụ như họ xa rời đảng viên, hay là họ những cái đảng viên không phải đủ gương mẫu rồi đó, tạo ra những cái ác cảm đối với cái bộ phận này bộ phận khác. Và thứ ba là trong cái lãnh đạo chỉ đạo điều hành thì tổ chức đã nói về cái trách nhiệm đó, trách nhiệm của cái người đứng đầu hay là trách nhiệm của cái việc mà đưa ra những các cái chủ trương, các cái đường lối hay là các cái quyết sách gì, các cái thực hiện các cái vấn đề này vấn đề nọ đó, thì nói về một cái người có trách nhiệm, có một sự quyết tâm và có những cái trí tuệ và phải có những cái sự sáng tạo chủ động nữa, mà bên cạnh đó thì phải thực hiện theo cái từ trong cái văn kiện đó là cái hệ thống chính trị, nói chung là cũng có những cái ban bệ, những cái hệ thống, và phải có một cái sự phối hợp, và
khi mà giải quyết các vấn đề gì đó nó phải mang tính chất là thể hiện cái tính ưu việt của các chế độ. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy về và nói về các vấn đề và phát huy dân chủ phải đi liền với kỷ cương và coi trọng cái vấn đề mà tổ chức tổng kết thực tiễn về cái tầm lý luận và thực hiện tốt cái phối hợp trong lãnh đạo quản lý điều hành và coi chất lượng hiệu quả làm cái vấn đề thực tế. Nói chung là làm cái gì làm phải có hiệu quả, và hiệu quả đó là cái thước đo, và hiệu quả đó là cái vấn đề mà cái mục tiêu để mà phấn đấu và phải tạo cái đột phá để mà phát triển. Đây là những cái từ phải nói là rất là mạnh, cái từ mà cho thấy rằng cái vấn đề phát huy dân chủ là phải làm, nhưng mà dân chủ phải đi kèm với vấn đề giữ vững kỷ cương, tức là pháp luật, và dĩ nhiên là có cái vòng, theo cái kiểu là vẽ cái vòng ra, và những cái người mà coi như là người dân được cái dân chủ mà mở rộng cái dân chủ ra, nhưng mà trong cái phạm vi cái vòng của cái pháp luật. Và cho nên là cái việc mà giữ kỷ cương là cái điều mà ai cũng mong muốn hết, không có ai mà đứng sau pháp luật hay đứng trước pháp luật hay đứng trên pháp luật cả. Và cái thứ bốn là tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ cái thể chế phát triển. Đây là cái điều mà được nhắc nhiều trong cái thời gian vừa qua, và trong cái bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, chúng có cái bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng cách đây khoảng chừng mấy tháng đó, trước khi mà chuẩn bị đại hội, thì có nói về cái việc là cần phải tạo các cái sự đột phá về cái thể chế để mà tạo cái cơ hội phát triển nữa. Thì trong cái văn kiện thì nói và tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển đảm bảo hài hòa giữa kiên định đổi mới, rồi kế thừa và phát triển. Thì ai cũng hiểu được rằng cái đồng bộ về cái thể chế phát triển, thể chế là cái gì? Thể chế là cái hệ thống pháp luật, thể chế làm gì nữa cũng là quy định, trở về vấn đề là pháp luật thôi, vấn đề là pháp chế thôi. Và cái cách mà dùng từ trong cái này cũng rất là chặt á, chúng ta thấy là nó có ý nghĩa hết chứ không phải là đơn giản. Ví dụ như là khi mà nói về vấn đề mà kiên định giữa có thể đảm bảo hài hòa giữa kiên định và đổi mới. Kiên định là cái gì? Là những cái vấn đề mà cần phải bảo vệ. Thí dụ như là nó định nghĩa phát triển lên chủ nghĩa xã hội, rồi tiến lên đảm bảo làm vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ gì đó, rồi ngay cả các vấn đề mà thuộc về nguyên tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không đổi, nhưng mà cũng phải có những vấn đề thay đổi. Thì cái sự thay đổi đó cũng không làm thay đổi những cái vấn đề gọi là cốt lõi. Và cái vấn đề mà kế thừa và vấn đề phát triển, làm phát triển lên thì kế thừa, ai này là ai cũng hiểu rồi, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Đổi mới chính trị là bắt buộc phải đổi rồi, và đổi mới kinh tế cũng phải là đổi mới nữa, nhưng mà phải đổi mới đồng bộ luôn. Ai cũng hiểu được trong cái lý luận của chủ nghĩa xã hội, lý luận của Marx Lenin, thì có vấn đề mà tồn tại xã hội ha, quyết định ý thức xã hội, thì theo cái kiểu là kinh tế hay là cái cơ sở hạ tầng nó là vấn đề quan trọng, nhưng mà phải thay đổi nó thì phải thay đổi theo cái kiểu là thượng thần ký trúc luôn. Cho nên là cái thay đổi kinh tế nó có phát triển đi lên thì dĩ nhiên là văn hóa xã hội chính trị cũng phải đi theo, bắt buộc mỗi người dân có một cái nhu cầu cao hơn, và giữa tuân theo các quy luật về thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì đây là cái điều mà có mục tiêu mà có thể nói là ở Việt Nam đã chọn trong cái thời gian rất là nhiều năm trước đây, là vấn đề là ví dụ như là khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đứng lên mà giành là lấy độc lập dân tộc, cũng nói là để phục vụ cho con người, khi mà người dân Việt Nam trong lúc đó thì đã nằm trong cái ách đô hộ rồi, chịu rất là nhiều các cái sự thiệt thòi, và các cái chính sách sau này làm gì làm phải làm để phục vụ lên cho những cái con người thôi. Thì cho nên là vấn đề mà tăng trưởng kinh tế có lên tới cỡ nào đi nữa thì những cái thu lợi đó, hay là những cái sự mà cái thành quả của vấn đề tăng trưởng nó phải phục vụ lại cho cái con người ở trong cái cuộc sống đó. Cho nên là vấn đề mà gọi là cái quy luật thị trường đó, tham gia vào cái quy luật thị trường là theo như cái luật chơi chung của quốc tế, nhưng mà nó vẫn đảm bảo vấn đề mà định hướng xã hội chủ nghĩa, thì xã hội, rồi đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế, và coi trọng phát huy cái vai trò chủ động của con người, của văn hóa, của giáo dục, của đào tạo, của công nghệ, và để mà phát triển đất nước. Cái thứ năm á, đây là một cái vấn đề rất là quan trọng trong mấy năm vừa qua, và khi mà gọi là chủ động nắm bắt và dự báo đúng các cái tình hình, và tuyệt đối là không được để bị động bất ngờ, và kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền.
Tức là khi mà đánh giá các cái tình hình chung của thế giới và tình hình của khu vực và vấn đề về những cái đe dọa quốc phòng an ninh hay vấn đề an nguy về kinh tế các thứ này kia cái nọ, thì đây là một vấn đề rất là quan trọng và cho thấy rằng cái vấn đề mà gọi là kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và đi đôi với giữ vững cái môi trường hòa bình ổn định an ninh, thì những cái từ ngữ trong cái vấn đề này đó chúng ta thấy là nó rất là chặt, thể hiện rất là rõ và nó có cái ý nghĩa hết, và cho thấy rằng giữ vững cái môi trường hòa bình ổn định nhưng mà vẫn phải bảo vệ, coi như kiên trì bảo vệ, kiên trì vừa kiên trì bảo vệ nhưng mà phải giữ vững cái môi trường hòa bình và chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng trên cơ sở là giữ vững độc lập chủ quyền, tự lực tự cường, vừa hội nhập tự lực và nó có giữ vững cái sự tự chủ nữa, chứ là không có bị lệ thuộc, không có bị coi như là bị coi như là mất chủ quyền hay là bị này kia cái nọ. Thì đây là những cái điều mà chúng ta nghe thì mới đầu thấy có lẽ là nó hơi mâu thuẫn, nhưng mà thực tế không phải, nó là một cái vấn đề mà hơi tương phản thôi. Để làm cái đó là nhưng mà phải giữ được cái lề lối, thì đây là cái điều rất là thách thức, và xử lý đúng đắn các cái mối quan hệ với các cái nước lớn, các nước láng giềng, rồi đánh giá đúng các xu thế, nắm bắt đúng các cái thời cơ. Thì cái việc mà đánh giá đúng các cái thời cơ rất là quan trọng. Ví dụ như trong cái năm 2020 thì ở Việt Nam được đánh giá rằng nắm bắt đúng các cái thời cơ khi mà đánh giá về cái đại dịch Covid-19, rồi nó xảy ra rất là nhiều các cái thiệt hại, và trong cái xu thế cái môi trường mà giữa các cái nước lớn có cái đấu tranh về các cái vấn đề về kinh tế trong cái cuộc chiến thương mại chẳng hạn, quay sang cái hướng gọi là bảo thủ theo cái hướng là bảo vệ các cái vấn đề mà bùng dịch, thì ở Việt Nam được đưa ra các cái chính sách và dựa theo những cái tình huống của cái điều kiện mà từng lúc á, để mà đưa ra các quyết sách nó mang được lợi cho cái đất nước. Thì trong báo cáo thì cũng có nói về cái nhiệm vụ hướng của những cái năm tiếp theo, thì trong đây thì có nói về khá nhiều các cái lĩnh vực, tuy nhiên thì một số các cái vấn đề đưa ra, ví dụ như là có các cái cột mốc, chúng ta thấy là trong 5 năm tới đó thì muốn rằng cái việc mà ở Việt Nam cần phải nâng cao hơn nữa, và đến năm 2025 đó là một cái nước đang phát triển công nghiệp theo cái hướng hiện đại và vượt qua cái thu nhập trung bình thấp. Thì cái cột mốc đó nó có đưa ra khá nhiều, bởi vì nhiệm kỳ lần thứ 13 này ai cũng biết là tới năm 2025. Tuy nhiên thì cái cột mốc đi rất là rõ là trong năm 2020 này đến 2025 là phải đưa cái đất nước Việt Nam á là một cái đất nước phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, có những cái ngành công nghiệp hay là có những cái ngành công nghiệp theo cái hướng là đi lên cái hiện đại, những cái ngành gọi là mũi nhọn, những cái ngành mà bây giờ người ta nói về trong cái đống cái kỹ thuật số chẳng hạn, hay là những ngành mà mang tới cái giá trị rất là cao đó. Và đến năm 2030, tức là sau đó 5 năm đó, thì là một cái nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và coi như là thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 thì trở thành nước phát triển và có thu nhập cao. Thì đến năm 2025, tức là vượt qua cái nước gọi là có cái mức gọi là có thu nhập trung bình thấp, thì cái nước mà có thu nhập trung bình thấp á, thì chúng ta biết cái thế giới họ chia ra có hạn, ví dụ như cái nước mà có thu nhập thấp, thì thu nhập thấp á, theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới đó, thì đó là những cái quốc gia mà có cái thu nhập trung bình dưới 995 Mỹ Kim. Và thì trên thế giới thì có khoảng chừng 40 nước đó thôi, họ có cái thu nhập rất là thấp. Và ở Việt Nam thì những năm trước đây thì được đánh giá rằng có thu nhập trung bình khoảng chừng 2.000 mấy đó, gần 3.000. Và năm nay thì cái con số là cho thấy chắc khoảng là khoảng cũng phải cỡ đó hoặc là trên cái đó một chút. Và cái nước mà gọi là có thu nhập á, thì người ta chia ra thu nhập trung bình, có trung bình thì trung bình thấp và trung bình cao. Và những cái nước mà có cái thu nhập mà gọi là trung bình thấp á, thì đó là những cái nước cái nhóm nước mà có cái thu nhập trung bình thấp á, là những cái nước mà có cái thu nhập từ 3.465 Mỹ Kim, coi như là khoảng 876 đến 3.465 Mỹ Kim. Đó là những cái nước gọi là có thu nhập
trung bình thấp, và những cái quốc gia mà có thu nhập trung bình, các quốc gia mà có thu nhập trung bình cao đó là những quốc gia mà có từ 3.500 đến khoảng chừng gần 11.000 đó. Đó là cái mục đích mà nói rằng những cái nước nằm trong cái vấn đề mà có thu nhập trung bình và trung bình cao, và hiện giờ trên thế giới có khoảng chừng 50 nước nằm trong cái trung bình thấp và 50 nước trong cái trung bình cao, và Việt Nam hiện giờ đó nằm trong cái nước 50 nước có cái thu nhập trung bình thấp, tức là chúng ta khoảng chừng 3.000 thôi, 2.000 mấy 3.000 ví dụ vậy. Thì bây giờ thì trong 5 năm tới phải đưa qua vượt qua cái mức 3.500. Nói chung là cái mức 3.500 không phải là cái mức mà mình muốn, có lẽ là mình phải muốn cao hơn nữa, thí dụ là 4.000, 5.000, bởi vì trong cái khoảng nó rất là dài từ 3.500 đó coi như là đến đến 11.000 đó là những cái nước có thu nhập trung bình cao. Và trong 5 năm tới, tức là sau khi mà đến năm 2025, Việt Nam phải nằm trong cái nhóm đó, tức là từ 3.500 đến 11.000. Và có lẽ là nhiều khi là tới năm 2025. Chưa thoát ra khỏi cái vấn đề mà thu nhập trung bình cao. Và cái nước mà gọi là có thu nhập đó là một cái nước có cái tính ra cái thu nhập quốc dân, cái GDP trên đầu người đó là khoảng chừng 12.500 trở lên. Tức là những cái nước nào mà tính mỗi người ra đầu dân trên đầu người có cái thu nhập cao đó thì rõ ràng là nó được đưa vào cái danh sách đó. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà phát triển xã hội đó thì để đi vào các cái nhóm nước á, thì có những cái nước trên thế giới có những cái thời điểm đó nhiều khi vì vấn đề mà bộc phát và nó không có bền vững, có khi họ đi vào cái nhóm mà có thu nhập trung bình cao rồi, hoặc là nhóm mà gọi thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình rồi nhưng mà được 1 năm 2 năm rồi bắt đầu là trở lại, thí dụ như trong trường hợp của Venezuela chẳng hạn, hay là ngay cả như Nga trước đây cũng vậy, có một cái thời điểm khi mà cái giá dầu họ lệ thuộc vào cái vấn đề mà xuất khẩu dầu đó thì nó tăng lên cái thu nhập của quốc gia họ quá nhiều, nên tính ra cái đầu người của 1 năm đó nó quá cao và người ta được tính trên đầu người nó cao, cho nên đưa vào cái danh sách của cái nước có cái thu nhập cao. Chính vì vậy cái vấn đề mà đưa ra các cái mục tiêu đó vừa tiến mà tiến nhanh mà tiến phải vững chắc nữa, coi như nó đồng bộ và nó mang chắc là bền vững á, đó mới là cái vấn đề. Và cho thấy là những cái mục tiêu mà đưa ra như thế này đó thì phải nói cũng rất là thách thức chứ không phải là đơn giản, và phải nói là đây là thể hiện rõ ràng luôn và một cái sự khát vọng, và những cái khát vọng này nó có cái cơ sở hay không, chắc chắn rằng nó có cái cơ sở, bởi vì ai cũng biết được rằng trong 5 năm tới đó khi mà cái mục đích để vào cái nước mà có thu nhập trung bình cao là chắc chắn rồi, nhưng mà cái mục tiêu sau đó nữa đến năm coi như là năm 2045 đó, tức nghĩa là có khoảng chừng 20 năm, từ 25 đến 40 năm, đến 245, từ năm 1902 coi như là 25 đến 45, tức nghĩa là 20 năm đúng, 20 năm đúng để mà đưa cái thu nhập của cái người dân đó, ví dụ như từ 3.500 lên tới 11.500, thì đây là rõ ràng không phải là không nó có khoảng cái thời gian khá dài chứ không phải là cái thời gian quá ngắn. Và để mà làm được cái điều đó thì nó còn phải phát triển rất là nhiều, có cái đồng bộ hơn. Thí dụ như trong cái báo cáo cũng nêu rõ là vấn đề mà tạo ra các cái cơ sở thực tế, rồi báo cáo chính trị nêu ra về vấn đề mà cụ thể hóa 12 cái hướng chiến lược để mà phát triển. Và nhất là trong cái thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, đây là cái cột mốc rất là quan trọng, nhất là trong 5 năm tới thì cũng là một cái cột mốc mở ra rất là nhiều cái vấn đề và để hoàn thiện rất là nhiều các cái cơ chế, ngay cả trong cái vấn đề mà hệ thống pháp luật và ngay cả trong cái bộ máy càng lúc càng phải tinh gọn hơn, càng lúc càng phải tinh nhuệ hơn nữa, và cái trình độ của cán bộ ngày lúc nó phải đi chuyên sâu hơn, và nó phải cái sự đòi hỏi nó rất là cao. Nói chung là với cái mục tiêu đưa ra đó, cái khát vọng ai cũng có hết, tuy nhiên thì để mà tiến hành nó đó cần phải thực hiện một cách nói chung là phải phải đồng bộ, và đòi hỏi cái nhân sự là quan trọng,
Bởi vậy trong cái văn kiện nó nhắc nhiều về cái việc làm then chốt của then chốt là như thế. Và tiếp tục, ví dụ trong 10 năm tới đó thì có 12 các cái vấn đề này thì được đặt ra như là tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển bền vững đất nước, tức là hệ thống pháp luật, rồi hoàn thiện toàn diện đồng bộ về cái thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nói chung là cái định hướng xã hội chủ nghĩa là kinh tế thị trường, và đây là cái mục tiêu rồi ở Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng nhấn mạnh về cái vấn đề này, và đổi mới các cái mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số, xã hội số. Đây là cái điều mà nói thì đơn giản, chúng ta thấy là có mấy chữ vậy thôi, nhưng mà thực tế ra đó là nó là một cái bài bản, nó là một sự định hướng. Và thường thì những cái văn kiện mà như thế này đó, nó giống như là một cái cẩm nang vậy, để mà cho những cái cách làm sau này của các cái bộ ngành ở bên dưới họ đi theo, và cho thấy rằng á cái vấn đề mà kinh tế, cái nền kinh tế này có lẽ là những cái nó chưa đồng bộ, hoặc là nó có phát triển chưa đồng đều chẳng hạn, thì người ta cơ cấu lại, và vấn đề mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa cái đất nước hơn nữa, và tạo đột phá căn bản về giáo dục và về vấn đề đào tạo, vấn đề khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì đây là cái điều nhấn mạnh rồi, đó là cái con người chủ thể của quốc gia, và cái đối tượng để mà phục vụ, và đối tượng cũng để mà nó góp phần để mà cải tạo nên cái thế giới này nó tốt đẹp hơn, để mà xây dựng một cái xã hội nó lành mạnh hơn. Và có một cái chiến lược để mà thu hút các cái nhân tài và ứng dụng mạnh mẽ các cái thành tựu của cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và cái nữa là phát triển con người toàn diện, xây dựng một cái nền văn hóa Việt Nam. Thì đây là một cái vấn đề mà thuộc về xã hội, rồi bản sắc dân tộc, rồi phát triển xã hội có hiệu quả, thì hiệu quả là thể hiện cái tính nghiêm minh, đảm bảo an ninh xã hội, rồi an ninh con người, chủ động thích ứng hiệu quả về vấn đề biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, các thứ thứ, và chủ động ngăn ngừa các chiến tranh. Đây là cái điều mà được nhấn mạnh rất là rõ, những cái xung đột phát hiện sớm từ xa, và kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, và đảm bảo an ninh trật tự xã hội các thứ này kia cái nọ, và theo cái kiểu thực hiện cái đường lối đối ngoại đa phương và độc lập tự chủ đa phương hóa và hội nhập quốc tế coi như toàn diện sâu rộng, và thực hành phát huy dân chủ đó, xã hội chủ nghĩa. Thì phát huy dân chủ đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng một cái khái niệm thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ, đây có dùng thêm một cái từ gọi là rộng rãi nữa, thì có lẽ họ trước giờ cũng làm rồi, và có thể là nó cũng đã ví dụ như có nhiều người nói là đã rộng rồi, và nó nhiều gọi là cái dân chủ xã hội chủ nghĩa là nó khác với cái dân chủ của tư bản chẳng hạn, và những cái dân chủ xã hội chủ nghĩa nó có những cái kỷ cương và có những cái quy định riêng và có hệ thống pháp luật riêng. Và bây giờ trong cái văn kiện này nhắc tới vấn đề mà thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ, tức là rộng rãi, và cái quyền làm chủ và cái quyền làm chủ tập thể của nhân dân, củng cố và nâng cao cái niềm tin của nhân dân, cái thực hiện cái vấn đề mà tăng cường cái vấn đề mà đồng thuận xã hội, tức là tăng, có lẽ là đây là sau cái vấn đề này thì người ta sẽ lấy ý kiến người dân nhiều hơn chẳng hạn, những cái vấn đề này vấn đề kia chẳng hạn, để mà hoặc là đưa ra những cái sự mà gọi là tuyên truyền giáo dục gì đó để mà người dân người ta hiểu hơn các cái chính sách lớn chẳng hạn, để mà tạo các cái sự mà đồng thuận trước các cái quyết sách, và tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Đây là một cái điều mà đối với Đảng Cộng sản rất là quan trọng, bởi vì nó là cái nó giúp cho cái việc mà thay đổi các cái phương thức lãnh đạo và các cái vấn đề mà tăng các cái sức chiến đấu lên, và giữ vững được cái Đảng Cộng sản nó lành mạnh và theo kiểu mở rộng ra và có cái uy tín đối với cái người dân nhiều hơn. Và cho nên là chúng ta thấy rằng có rất là nhiều các cái khái niệm đó đã được nhấn mạnh, và đó là một số thì thấy rằng cái bài phát biểu này rất là dài, nói chung là chúng ta chỉ khái quát một số thôi, một số về những cái thành tựu, về những cái nhận định trong cái vấn đề mà các cái khó khăn và các cái phương án để mà hướng tới đó.
Thì cái vấn đề quan trọng nhất mà nhiều người nói rằng cái việc mà Nam bây giờ đó coi như là đã hội nhập với thế giới rất là sâu rộng và tham gia rất là nhiều các cái định chế kinh tế tài chính của thế giới, rồi phải thực hiện rất là nhiều các cái sự cam kết, và chính Việt Nam cũng thay đổi rất là nhiều và chưa bao giờ mà có thay đổi như cái nhiệm kỳ vừa qua, và tới đây người ta hy vọng rằng cái sự thâu nhập nó, hội nhập nó sâu hơn nữa, và chắc chắn rằng ở Việt Nam còn có khá nhiều các vấn đề mà cần phải hoàn thiện. Ngay cả trong cái văn kiện cũng có nói nhiều về vấn đề mà pháp luật nó cũng có những cái còn hạn chế và cần phải bổ sung, cần phải làm nó hoàn thiện hơn. Và cái nền công nghiệp quốc gia của Việt Nam là những cái điều mà đáng chú ý trong cái thời gian tới, theo cái hướng là gọi là hiện đại hơn, theo cái vấn đề mà công nghệ thông minh hay là và khuyến khích các cái thành phần kinh tế, nhất là cái thành phần kinh tế tư nhân đó, thì chưa bao giờ đó như cái thời điểm như lúc này cái thành phần kinh tế tư nhân được nhắc rất là nhiều, và ai cũng biết rằng cái phát triển kinh tế tư nhân khi mà muốn cho cái vấn đề mà tăng cái giá trị gia tăng của các cái sản phẩm mà gọi là trong cái khu vực mà FDI, thì rõ ràng cái lĩnh vực tư nhân là cái lĩnh vực đi đầu. Cái lĩnh vực đó nó rất là cơ động, và cái sự phối hợp hay là tìm tòi và ngay cả các cái sự mà hợp tác với các cái doanh nghiệp quốc tế á, nó dễ dàng hơn, nó nhanh nhẹn hơn. Và nhưng mà đối với Việt Nam thì một cái nền kinh tế gọi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cho nên là các cái thành phần kinh tế gọi là quốc doanh hay là những cái ngành nghề cần phải được bảo vệ đó, thì chắc chắn rằng vẫn tiếp tục, và thành phần kinh tế quốc doanh vẫn là một cái thành phần kinh tế đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái nền kinh tế của quốc gia. Và thực ra thì có khá nhiều các cái nước họ không đi theo chủ nghĩa xã hội nhưng mà họ cũng có các cái thành phần kinh tế quốc doanh, bởi vì nó giữ các cái nhịp tăng trưởng và nó giúp cho cái vấn đề bình ổn rất là nhiều thứ, vấn đề mà an ninh trong một số các cái lĩnh vực, kể cả về năng lượng, kể cả về viễn thông hay là rất là nhiều thứ. Tuy nhiên thì thật ra thì nó cũng có khá nhiều, gặp khá nhiều các cái thách thức, bởi vì một khi mà hội nhập quá sâu và rất có thể là sẽ bị các cái áp lực về vấn đề mà mở cửa hơn nữa, về vấn đề về kinh tế, một số những cái ngành nghề gọi là mang tính chất độc quyền hay là cần phải bảo hộ đó, thì đôi khi cũng gặp các cái thách thức, và người ta cũng có thể là kêu gọi là phải mở cửa rộng hơn nữa. Và những cái điều này thì rõ ràng như bên Trung Quốc là trước đây họ cũng đã bị họ phải gặp phải rồi. Và ở Trung Quốc thì cũng nói là cái nền kinh tế đi theo hướng thị trường. Tuy nhiên thì thị trường ở trong thế giới đó thì nhiều nước họ đánh giá Trung Quốc không phải là theo thị trường, bởi vì có sự can thiệp quá nhiều của nhà nước, và đó cũng là một cái thách thức, và nó phải có những cái sự biến đổi nữa. Thì trong cái văn kiện nói nhiều vấn đề mà làm sao giữ vững được các cái tính chất là kiên định nhưng mà phải hội nhập và phải có những cái sự đổi mới, thì đó là những cái điều mà chúng ta nói thì nó dễ, nhưng mà cái cách làm người ta phải có những cái sự tính toán, và từng bước nó phải đi theo cái vấn đề mà cái tính cái thiệt hại và cái lợi như thế nào. Và trong văn kiện thì nói về vấn đề mà thực hiện tốt các cái chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Đây là cái điều mà nói rằng bây giờ cái biển Đông nó có những cái sự phức tạp, và Việt Nam có xa rời vấn đề mà khai thác biển hay không thì không. Đây là một cái thực hiện mà gọi là chiến lược phát triển bền vững nữa, về cái vấn đề kinh tế biển, về kết hợp chặt chẽ với bảo vệ chủ quyền biển đảo, tài nguyên môi trường biển. Thì đây là cái điều mà đã có giống như cái ngư trường mà gọi là truyền thống của Việt Nam rồi, và đó là vấn đề mà chủ quyền, vấn đề là quyền chủ quyền, vấn đề là quyền tài phán của Việt Nam, vấn đề đó rất là thiêng liêng, và vấn đề này được Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ trong cái vấn đề văn kiện, và đó nó phải nói rằng phải thực hiện tốt các cái chiến lược đó, và coi như là phải phát triển nâng cao chất lượng tất cả các cái ngành và có cái tiềm năng và loại hình mới để mà mang lại các hiệu quả cao. Thì nói chung là có rất là nhiều, chúng ta thấy rằng những cái vấn đề này đó nó đã được ghi rõ trong các cái văn kiện, và tới đây đó trong những ngày tháng sắp tới người ta sẽ đem những cái văn kiện này ra, và còn rất là nhiều các cái vấn đề mà phải bàn luận với nhau. Nói chung là để thấy rằng khi mà làm về cái mục đích như thế nào đó thì có cái thời gian, ví dụ như trong cái mấy ngày hôm qua khi mà đọc cái văn kiện thì người ta thấy là phải kết luận lại cái nghị đại hội lần thứ 12 như thế nào, và người ta thấy rằng cái đại hội 12 đưa ra các cái tiêu chí và cái kết quả đã đạt được như thế nào, một số cái đạt được, một số cái mà còn hạn chế, và những cái hạn chế đó là như thế nào.
Và bây giờ cũng vậy thôi, cái văn kiện 12, 13 này cũng vậy, sẽ đưa ra rất là nhiều các vấn đề, và tới đây người ta sẽ có những cái tổng kết và có những cái sự bổ sung và đánh giá nó ra làm sao. Thì bây giờ thì cũng đã quá dài rồi, cho nên chúng tôi xin tạm dừng lại đây và sẽ trở lại thêm một cái vấn đề này để mà phân tích, đọc thêm về những cái phần sau nữa, và cho thấy rằng cái nội và cái phương châm của cái đại hội lần này đó nói về vấn đề mà đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển. Cái chữ kỷ cương đó thì được nhắc rất là nhiều và ai cũng thích, nói thẳng ra đó là ai cũng muốn cái vấn đề kỷ cương được đặt lên trên, và cái vấn đề mà pháp luật phải đặt lên trên, nói cái gì người dân mở miệng là phải pháp luật, và hành xử cái gì phải là luật, hành xử cái nào là quy định như thế này, quy định như thế kia, chứ không thể nói theo cái kiểu khác được. Và một cái đất nước, một cái xã hội càng phát triển, chúng ta thấy tất cả các cái nước mà phát triển là một cái đất nước lúc nào cũng trọng pháp hết. Ngay tại Hoa Kỳ nên trong cái thời gian gần đây nó có những cái sự rối loạn đi nữa, nhưng mà thật ra nó những cái sự rối loạn nó cũng sẽ bị điều chỉnh bởi cái hệ thống pháp luật và trong hệ thống pháp hiến pháp, và nó có những cái chiêu trò trong cái chính trị giữa Hoa Kỳ đi nữa bị tố cáo lung tung, nhưng mà nó vẫn phải đi theo pháp luật, và chắc chắn một điều những người làm sai sẽ bị xử lý theo đúng pháp luật. Và đối với Việt Nam thì cũng vậy thôi, bây giờ 35 năm đổi mới rồi, và 5 năm vừa qua thực hiện cái nghị quyết của lần thứ 12 và cho thấy là đạt ra khá nhiều các cái thành quả, và những cái thành quả đó thì nếu mà nói về hài lòng chưa thì chắc chắn là có nhiều người họ không hài lòng, họ mong muốn rằng có sự phát triển cao hơn nữa, và cái khát vọng vươn lên, cái khát vọng mà làm cho cái nước Việt Nam nó càng lúc nó càng giàu lên thì đó là cái điều mà ai cũng mong muốn hết. Và bắt đầu mà bình đẳng hay là công bằng bác ái, vấn đề mà cái vấn đề an sinh xã hội được nâng cao lên thì đó là cái điều mà có thể nói rằng nó hợp với quy luật thôi, nó rất là đúng thôi. Và cái mục tiêu mà lớn nhất á, chúng ta thấy là trong cái hội trường của đại hội có ghi đó là cái dân giàu nước mạnh xã hội ra, coi như là dân chủ, công bằng và văn minh, đó là một mục tiêu mà lúc nào cũng phải vươn tới hết. Dân giàu nước mạnh, dân chủ, lúc nào cũng phải thực hiện dân chủ chứ không phải là công bằng, và thể hiện cái đời sống văn minh, có nếp sống văn hóa các thứ này kia nọ. Thì trong cái cuối bài phát biểu thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng có trích lại cái câu này và nói rằng cái vấn đề mà vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của cố chủ tịch Hồ Chí Minh và coi như là của toàn dân tộc luôn, cái kiểu là phải đi đến cái mục tiêu đó. Thì đó là cái diễn văn của cái văn kiện báo cáo chính trị rất là quan trọng, và đây là cái báo cáo mà chúng ta thấy rằng nó chuẩn bị khá là đồ sộ và công phu, nhưng mà nó không có quá đáng, nó không có phải là nói quá lên, nói chung là chỉ là vừa là chừng mực, và chúng ta thấy nó có cái chiều sâu rất là nhiều, và trong đó đưa ra rất là nhiều các cái mục tiêu, và những cái mục tiêu ngắn hạn, dài hạn đó thì rõ ràng nó cũng nằm trong cái khả năng mà ở Việt Nam có khả năng đạt được, bởi vì trong cái nhiệm kỳ tới năm 2025 và ngay cả đến năm 30 và cái mục tiêu 2045, và trong cái xu thế như bây giờ đó thì thí dụ trong cái thị trường kinh tế của Việt Nam, khi mà mình đổi mới các cái thể chế, mở rộng các cái vấn đề mà các pháp luật, thu hút các cái vấn đề mà đầu tư hơn và phát huy các cái nội lực, ngay cả cái đồng vốn mà của cái người dân đó trong cái lĩnh vực mà đầu tư tư nhân đó, nó được tăng lên đi nữa và củng cố lại cái vấn đề mà đầu tư công hay là ngay cả các cái hệ thống quốc doanh, thì nó sẽ tạo các cái môi trường, nếu như mà nó tốt nó sẽ thu hút được cái lượng đầu tư của nước ngoài, và trong đó có những cái ngành nghề mà nó có mang cái giá trị gia tăng cao đó, thì không sớm gì muộn thì nói chung là cái mục tiêu để mà gia tăng cái GDP thì đó là một cái điều mà trước mắt rồi. Thật ra thì người ta cũng phải dựa theo rất là nhiều các cái yếu tố để mà đưa ra các cái chỉ tiêu như thế này, và đây là một cái chỉ tiêu chúng ta thấy rằng nó có cái cột mốc rõ ràng để mà vươn tới, và ai cũng muốn rằng một cái đất nước để mà vượt qua khỏi các cái bảy thu nhập trung bình nhất, trước mắt là trung bình thấp, sau đó là trung bình cao, và sau đó mới là đất nước trở thành một cái đất nước phát triển cao luôn. Thì mục tiêu rất là rõ ràng, và hôm nay chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.